À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai Ai Di Đà Phật. À, đây là một đại gia đình hạnh phúc quý vị. Nhìn từng gia đình tu tập, rồi có những gia đình như bữa nay tập trung, thấy tu rất đông. Mà chắc tối đêm nay chuẩn bị tu 12 giờ khuya hay sao? Như vị Vĩnh Long thấy cũng đông người tu. Có cái tivi thôi mà khi tu có cái lực tu đặc biệt. Khi người đến nhà mình thì lễ Phật cũng đặc biệt. Mà cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ mình hoặc là những hương linh chưa siêu thoát thì cũng nhìn vào đó tu tập đặc biệt. Nên đây là những đức nói đây là một đại gia đình hạnh phúc. Tại những đức khi mà tu chung quý vị xong, những đức nói chúc đại gia đình vui vẻ an lạc được, thì những đức gom lại nói đây là đại gia đình. Còn mỗi một người đang ngồi ở gia đình mình là tiểu gia đình, gom lại là đại gia đình hạnh phúc. Gia đình này đặc biệt quý vị, giống như gia đình cô Quảng Tâm Bình Định rồi ha, bà cháu rồi này kia đâu, gia đình tu chung được hay ghê, quá đặc biệt. Gia đình bên đây diệu thắm cái bè rồi ha. Thấy chưa? Đây là gia đình hạnh phúc nhất đó. Thấy ông chồng cũng quá hạnh phúc. Đặc biệt quá. Nên những đức tin chắc rằng cái sự tu tập quý vị từ từ chuyển hóa gia đình, mấy ông chồng từ từ ông hộ trì với vị tu, giống như cái Liên Thu ông chồng hộ trì hết lòng, nay cô ra tới biển xanh của tu luôn. Đạo vàng này hay lắm vị, có những người người ta ra ngoài cầu khỉ người ta tu. Có những người thì làm cái hình nền đường rầy xe lửa, họ ra ngoài đó tu. Nghĩa là đạo tràng này nơi nào cũng tu tập được. Giống như cô Lục Nguyễn, hôm nay có nhỏ gái cũng tu chung, cũng hay. Bữa đó thấy nó tu một chút rồi nó ngồi niệm Phật chút, nó đi xe cầu que đi, chắc cũng đau chân. Hôm nay nó tu xong nó lễ Phật ngon lành, vậy là giỏi lắm. Vì nhớ rằng là khi mà niệm Phật lễ Phật gì với cái nhân duyên nó đặc biệt. Thì thấy những đức dù ở trong chùa hay ra khỏi chùa làm cư sĩ, chỉ cần chịu tu hành thôi thì nhân duyên thù thắng, đúng không? Thì thấy rằng là ít có ai mà làm việc mà với những thành viên đông như vậy. Như giờ này cũng tầm 2.000 gia đình tu chung. Đây là làm một cái việc đại sự trong cuộc đời, vừa giúp cho người ta giải tỏa tâm tư những sự phiền não người còn sống và người đã chết. Việc này khó lắm quý vị, có khi mình cho người ta nhiều tiền mà nó không giải quyết được vấn đề, nhưng mà một thời tu hay buổi nói chuyện gì mà giải quyết được vấn đề hay lắm, rất là hay. Về mặt tâm linh nó không đơn giản đâu. Nếu như trong gia đình mình có tu hành mà cái tâm mình nó an lạc là có nghĩa là cái mặt tâm linh trong gia đình mình được giải thoát. Còn một gia đình mà lộn xộn lu bu, cha không ra cha, mẹ không ra mẹ, con không ra con, nó lộn xộn là cái mặt tâm linh trong gia đình mình lộn xộn, quấy rối trong đó, hiểu chưa? Nghĩa là cái mặt tâm linh nó đã lộn xộn rồi thì nó thấy cái người nào si phước thì chích ngay người đó, người đó tức lên. Thấy người nào si phước chích ngay người đó tức lên. Thì hai bên tức lên nó đụng lại nhau, có chuyện. Gia đình cứ rối suốt vậy. Nên khi mình biết niệm Phật, biết tu rồi, khi mình nói con, nói gia đình chưa được, đừng có nói. Đừng nói. Có những khi mình nói người ta không được, đừng nói nữa. Niệm Phật đi. Mình dễ tính, người ta thấy mình ta tội nghiệp. Mình vui vẻ, mình dễ tính. Người ta thương mình, cái người ta thấy mình tội nghiệp. Người ta không nỡ làm mình buồn, hiểu chưa? Còn kiểu mình la nó hoài, nó tức lên, nó làm cho mình tức lên cho bỏ ghét chứ. Thế cái này là không quá đơn giản. Cái việc này nó đơn giản nhưng nó không đơn giản chút nào.
Có nhiều người mình nói nếu không nói nó quậy banh nhà. Không phải đâu, đã là quan gia nó đến nó quậy rồi thì nó đến, nó quậy đủ rồi thì nó đi thôi. Vì nhớ cái câu chuyện trưởng giả kén rể không? À, đứa con đến đòi nợ thì đến đòi quá trời, đứa con đến báo ơn thì nó báo ơn, nó đòi nợ xong rồi mà đòi dữ quá, nó đòi âm nợ luôn, cuối cùng nó chết đi, nó xuống dưới nó đọa chứ không? Nói là ông thiếu nợ tôi lên tôi đòi, nhưng tôi đòi quá đáng quá nên tôi thiếu nợ ngược lại, tôi xuống đây tôi dính ở đây. Còn cái thằng mà nó báo ơn, nó đến nó báo ơn xong rồi nó đi, nó đi xong rồi nó đi xuống dưới đi đầu thai. Còn bà vợ thì cho vay tiền góp, bà dữ dằn quá, bà tính toán so đo quá, bà chết đi với bà ngồi bàn trong. Cái câu chuyện mà trưởng giả kén rể bị coi rõ ràng đúng không? Nó đó là cái câu chuyện nhân quả xác thực đó, bị coi thử đi. Nó hề thanh nam đóng đó. Ừ. Nên từ nơi đó mà mình biết rằng cái nhân duyên quả báo trong cuộc đời, khi mình nói người ta không được thì đừng có nói nữa, niệm Phật đi. Mình càng nói nó càng gây nghiệp chướng thêm. Có những khi mình tưởng là mình nói nó là tốt, chưa chắc là tốt đâu. Vì mình càng nói thì nó càng tăng nghiệp chướng lên thêm. Nó giống như một cái màn lưới nó đã rối rồi, mình càng bư nó chừng nào nó càng rối chừng nấy. À, thấy không? Để nó bình thường như từ từ mình nhìn ra cái đầu mối của nó, mình sở từ từ. Nên cái câu Phật hiệu này nó áp dụng vô bản thân mình và trong một gia đình nó không đơn giản đâu. Cái gia đình mà tu tập như vậy mà quý vị để ý nghe, cái lúc quý vị an lạc, quý vị vui là cái thời công phu quý vị tu nó tuyệt vời lắm. Còn cái lúc quý vị nặng nề mà nhức đầu mệt mỏi công việc, quý vị vô bị tu, vì tu nhưng mà nó được ít lắm, quý vị để ý đi. Cái lúc nào mà tâm trạng thoải mái, an lạc nghe, khí lực khỏe nghe, vô tu cực kỳ tuyệt vời. Thời gian tu qua mau một cái vèo là xong liền. Nhưng mà quý vị mệt mỏi nó lừ đừ quý vị vô tu, tu gán tu gượng mà người tu này ưa bỏ cuộc, nhưng mà thôi mình tinh tấn mình cũng cố gắng, tại vì cuộc sống bên ngoài mà nó phải rối ren nhiều thứ lắm, nếu như mà không có cái công đức niệm Phật, không có cái câu Phật hiệu này nó mệt mỏi lắm. Nhất mấy đứa nhỏ nhỏ mà nó khôn, nó đang đi học, có khi học quá nhiều môn học nó cũng căng thẳng thần kinh. Tại sao bây giờ có nhiều đứa trẻ nó tự tử, hoặc là có nhiều đứa trẻ nó bị trầm cảm, hoặc là nó không muốn nói chuyện gì, dù là học giỏi nhưng mà cuối cùng bị điên, vì sao? Vì nó áp lực trong sở học, cái học tập quá. Nên con người mình học thì học nhưng mà nó có làm sao nó giải được cái sự áp lực đó. Thì tự nhiên cái học mình càng học càng tiến. Còn nếu không nó áp lực là nguy hiểm lắm á. Có khi học giỏi nhưng mà sau này không thành đạt. Vì nó áp lực rồi nó sân si. Khi nó áp lực rồi nó sân si, đi học về cha mẹ nói đến nó cự cha mẹ nó hết phước. Dù nó có học giỏi nhưng mà sau này nó không có nghề nghiệp gì hết chứ. Xin chỗ nào cũng không ai nhận. Dù học ra cái bằng cấp đó nhưng mà đi xin việc làm người ta không nhận, vì nó không có phước. Thấy không? Còn mình mà có phước cái tự nhiên người ta kêu mình, kiếm mình á. Có phước người ta thấy thương á. Thí dụ như một đứa này đi học đi, thầy giáo, cô giáo và mọi người đã quan tâm, quan sát đứa này, thấy đứa này nó có cái đạo đức và nó học giỏi mà ngoan, hiền, đạo đức, chân thật, là người ta quan sát nó từ khi nó còn đang đi học. Sau này khi ra trường là nó có cơ hội lớn. Nên cái đạo đức là cái cực kỳ quan trọng. Có nhiều người ta nghĩ rằng đạo đức nó có tiền ăn không? Không phải đơn giản đâu quý vị. Cái đạo đức nó tạo ra một cái lòng tin, mà lòng tin thì nó mới thành đạt được. Còn có người mà đánh mất lòng tin là chịu thua. Đánh mất lòng tin là chịu thua. Nên con người mình chỉ cần có một tấm lòng chân thật thôi, cũng rất có nhiều người quý mến mình. Dù ai có nói gì mình, người ta vẫn quý mến mình. Người ta nhìn cái thật chất bản thân mình đối xử với người ta. À. Nên những đức nói rằng cái cuộc đời những đức nói thật sự biết cái việc mà tài thí pháp thí vô ý thí thù thắng, chân thật làm, cả đời nhiệt tình làm luôn. À, ngày nào cũng tu với vị chung rồi xong rồi nói chuyện, những đoạn nói chuyện này nhiều trang người ta lấy ra người ta chia sẻ ra, nhiều trang người ta chia sẻ rộng ra khắp nơi nơi người ta nghe. Thật sự mà nói người ta nhờ cái pháp tu này mà người ta giải tỏa được nhiều thứ nè, chứ không đơn giản đâu. Ừ. Nên nhất là cái mặt tâm linh trong gia đình. Có nhiều người mà ta tu 12 giờ khuya mà ta kể với mình nghe mà nhát nhát, thật sự rợn óc người không có gì hết trơn. Có cái cô đó, cô nó có tu 12 giờ khuya mà cái thằng con trai của cô còn trẻ, nó mắc mà vậy mà cổ đang lễ Phật mà cô thấy nó đứng kế bên cô, ghê không? Cái sự cảm ứng giữa mẹ con nó cái sợi dây mà dân duyên, cái gì
Bà nhớ thương thằng con quá. Vì mà bà tu 12 giờ khuya mà bà đang lễ Phật, bà thấy nó đứng kê bên bà, nó chắp tay nó cười. Ý nó nói là mẹ tu vậy con được nhờ, nó vui. Ghê không? Mà nhiều người ta kể kinh lắm. Tu 12 giờ khuya mà kể ốc nổi cục 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 lên. Giống như mà những phần âm chưa siêu thoát người ta về đông thì sao đâu. Nên có cô kia nói rằng hương linh họ đi xuyên tường được, đâu có trở ngại gì đâu, mình mở cửa họ cũng vô thôi. Nhưng mà quý vị ngồi suy nghĩ, thí dụ như ai đến nhà mình mà mình mở cửa ra thì người ta sẽ vui hơn chứ. Chứ bây giờ mình đi đến nhà người ta mà người ta không mở cửa, mình leo gào vô mình còn nói gì nữa giờ quý vị. Người ta không chào đón mình, leo gào vô thì còn nói gì nữa giờ, đúng không? Cái nguyên lý vậy thôi. Còn nếu mình mở cửa ra thì mình là một vị khách mà được người ta mời, cũng quý trọng chứ, cũng cảm thấy được tôn trọng. Chứ bây giờ như quý vị mà bây giờ như Đức Lợi nhà, quý vị không mở cửa cho Đức leo cái hàng rào vô nhà xong mới hỏi, ủa sao thầy vô đây được hay ra leo rào. Chàng ơi, tội nghiệp thầy ghê, nãy giờ bận bịu quá bấm chuông hoài mà chưa kịp ra mở cửa, thầy leo rào vô á. Dạ leo rào vô, nó còn gì nói gì nữa giờ quý vị, đúng không? Nên từ nơi đó mà đủ duyên á, ở ngoài có cổng phá rồi, ở trong cửa sổ mở, giống như cô Nga Ngô mở cửa sổ đây vậy đó. Nghe mà ta, mình tu người ta đứng ngoài, người ta chắp tay, người ta niệm Phật ở ngoài, y ở ngoài cũng vậy đó. 12 giờ khuya không đơn giản, nhiều người nói cảm ứng lạ kỳ lắm. Nó có một cái cô kia nghe, cổ yếu 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 nghe, cái yếu thấy không có vậy đâu. Ta nói thầy ơi, cái 12 giờ khuya con tu tới 12 giờ rưỡi tự nhiên con thấy rồi ông bà bên nội bên ngoại con tự nhiên đứng quá trời đông, người chưa không đơn giản. Những đứa hỏi họ đứng họ kênh hay làm gì không, chắp tay không, mà đa phần họ kể toàn là đứng chắp tay không quý vị. Tại vì mình tu sao mà kênh mình được quý vị, đứng chắp tay. Quý vị biết cái câu chuyện mà nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã, đúng rồi, những đứa coi cái câu chuyện đó tính ra nay nó tính nó khoảng cỡ 12 năm 12 năm trước. Vừa nói tới cái nhớ nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã, đúng rồi, ông kể mà hồi đó mà khi ông mà đi tìm mộ, quý vị đi tìm mộ đó là lúc đó còn ăn mặn nha, là mỗi lần đi tìm mộ cúng một con gà thì ông thấy là hương linh người ta cũng vui, nhưng mà vui bình thường lắm. Sau này từ 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 ông tiếp nhận Phật pháp làm sao đó, thì trước cái thời gian ông đi tìm mộ ông phải ăn chay 1 tuần, rồi ông vô cái nơi tìm mộ ông niệm Phật 100 câu, niệm 100 câu Phật hiệu, mà ông nói ông niệm lên 100 câu Phật hiệu ngay vị mà cũng chay không nghe, 100 câu Phật hiệu ông niệm lên một cái tự nhiên ông thấy ô hương linh quá trời đông luôn, trên dưới gì người ta niệm Phật quá trời đông luôn. Mà cái này là nhà ngoài cả Nguyễn Nhã nói vậy nghe, nghĩa là ta niệm Phật theo ông rất là đông luôn, thấy chưa? Đây là cái chuyện chỉ niệm 100 có Phật hiệu thôi đó. Còn cái này là quý vị biết rằng 12 giờ khuya này là cái tổ chức tu không phải đơn giản, mà đây là cái gì quý vị phát tâm nghe. Còn còn quý vị mà thức 12 giờ mà sáng mà mệt thì thôi, cái chuyện đó của quý vị nghe chứ không có ép nghe không. Chứ mai mốt quý vị tu 12 giờ khuya xong bị mệt á, sáng bị đổ thừa những đức là tu, quý vị tu theo là không có được á, không có chuyện giỡn đâu. Giờ tôi ra làm cư sĩ ở đây chồng mới bị tiếng kiếm tôi mệt lắm, nói sao ông bắt vợ tôi tu nay mất công tôi mệt lắm. Tôi nói rõ ràng nha, nó này là mình nói cái sự lợi ích thôi, còn ai tu được thì sáng mới khỏe, còn nếu mà sáng không đảm bảo khỏe là thôi, thấy không? Nó có những người nó nói thôi thầy đừng có tu 12 giờ khuya, cái cơ địa mình giờ nào nó gan tim phèo phổi gì đó nó làm sao đó, nó thải độc gì đó, mà giờ đó thầy tiếp tục thầy tu thầy làm việc làm sao nó thải. Nó tràn ơi, cái giờ đó người ta niệm Phật lễ Phật nó giải luôn chứ thải gì nữa. Cái giờ niệm Phật lễ Phật nó giải luôn, nó khỏi cần thải nó cũng giải, hiểu không? Nên từ nơi đó mới bị biết rằng người ta chịu niệm Phật lễ Phật đó, người ta ăn cơm cả ngày mà người ta khỏi cần đi, mà nó còn không biết tiêu hóa đâu mất tiêu đấy. Không đơn giản chút nào, hiểu không? Nó là giải chứ không phải thải nữa, hay là giải độc. Giải độc là theo quy luật tự nhiên của định luật nhân quả, còn thải là cái đó là nó còn hơi hơi
chưa đạt quá, cái này giải luôn, thấy không? Giống như một cái ngữ đó này, mình phải bắn nó tiêu tiêu tới bầu rồi đó, không tiêu nghiệp giải bình, này không câu hay chưa, tiêu nghiệp giải bình nó, nên từ nơi đó mà mang cái tâm thiện á, cái niệm Phật hay lắm. Nên như đến đây là một đại gia đình hạnh phúc, đại gia đình hạnh phúc tuyệt vời. Cái này mà cái phương pháp tu này nghe, cái cách tu này nghe, cả gia đình mà tu nghe, người lớn tu, con nít tu nghe, tuyệt vời. Tu với cửa mặt tươi rói, như Đức nói xấu cái nào xấu mà tu với nó cũng đẹp. Có cái cô kia có nói là đây là kể 100% luôn nghe cô. Cô nói là cổ 25 tuổi, nó thật sự mình nói thì ở ngoài đời 25 tuổi mà không ai ngó ngàng đến là cũng buồn hả, biết chứ đơn giản, tại đâu phải tu giải thoát gì đâu, không ai ngó ngàng cũng buồn tủi thân lắm chứ. Xung quanh bạn bè rồi người ta có ý chung nhân hết, riêng bả không ai để ý tới bả chứ, mà cuối cùng bả nghe những đức chia sẻ phương pháp bả cười bả vui quý vị, rồi xong bả đem phương pháp về nhà bả lễ Phật, bả nói con không có lễ Phật cầu sanh cực lạc, mà con lễ con mong làm sao mà có anh nào thương con thôi, con nghĩ gì con nói thầy nghe, thầy đừng nói ai nghe nghe. Nó không có nói cho ai nghe đâu, nói cho cả đại chúng nghe thôi. Hiểu không? Nói đây là cái phương pháp để cho người ta làm nó có lợi ích tới quý vị, chứ ai mà đi mình đâu có nói tên tuổi bắt đâu mà sợ, thấy không? Thì quý vị biết rằng là bà vô bà tu bà lễ Phật có nửa năm sau thôi mà hai người đến hỏi cưới bà, ghê chưa? Bà nhắn tin như Đức, bà nói rằng công nhận linh thiệt hả thầy. Lễ Phật có nửa đồng mà hai thằng đến hỏi cưới luôn. Như Đức hỏi gì bà chọn thằng nào chưa, bà nói hai thằng không biết chọn thằng nào, nói cái này khó nữa nè. Rồi hỏi ủa sao hai thằng bà không chọn đại thằng, bà nói là hai thằng đều dễ thương hết. Hỏi nói sao dễ thương, một thằng cao một thằng lùn, nói chuyện hả vậy bà chọn đại thằng cao đi, bà nói không, thằng cao thì nó cao ngồng, nó không có dáng, còn thằng lùn thì nó tròn trịa đầy đủ. Bây giờ con cũng muốn cao mà con cũng muốn lùn, không biết chọn nào. Cái bà này bà tham thấy ghê thiệt. Như Đức nói bà niệm Phật bởi vì không có tâm giảng sanh, bởi vì bà tham. Chứ nếu như người ta niệm Phật có tâm giảng sanh là người ta đâu có tham kỳ cục như bà. Cái này cũng thử thách nữa, tiếp tục lễ thêm nửa năm nữa đi, để thử có thằng nào đến. Cuối cùng lễ thêm nửa năm nữa, cái thằng không cao không lùn đến gặp bà. Nó lạ chứ quý vị, đúng là cái công đức địa Phật nó lạ kỳ thiệt, nó thật sự mà nói. Có nghĩa là bà lễ nửa năm thì thằng cao thằng lùn, cao ngồng, lùn thì lùn xỉn mà tròn trịa. Cuối cùng mới lễ thêm nửa năm nữa, nghe lời lễ thêm nửa năm nữa, cuối cùng cái thằng không cao không lùn, có nghĩa là trung bình cỡ như những đích. Quý vị coi vừa dặn luôn, không cao không lùn quý vị, khoảng cỡ 1m65 1m66 đổ lại cũng vừa vừa, đúng không? Nên từ nơi đó rõ chưa, nghe hay chưa? Không đơn giản. Nhưng nếu mà cái người này mà có cái tâm giải thoát thêm cái nữa thì quá tuyệt vời. Nhưng mà gieo cái duyên ban đầu cho anh ta vậy, từ từ cái tâm giải thoát nó phát triển lên, cái nhân sinh rồi nó từ từ đi đến giải thoát. Chứ không bị kêu ai cũng niệm Phật giảng sanh, nhưng người ta đâu có chịu đâu quý vị. Thích vậy thì mình kêu niệm Phật vậy thôi, không? Nó hữu cầu tác ứng. Nếu mà chân thật mà cầu sanh cực lạc thì cũng sanh cực lạc, mà chân thật niệm Phật ở cõi đời này cũng hưởng được sự an lạc của nội tâm. Thì thấy không? Nên vì chính quý vị hưởng được sự an lạc của nội tâm mà. Không hưởng được sự an lạc của nội tâm, giờ này tu xong ngồi đây làm chi? Thấy không? Cô Tịnh Tạng, Tây Ninh. Giờ này nghỉ đi chơi, ngồi đây làm chi? Nga ngô đồ đúng không? Mà tự nhiên người ta tu, người ta an lạc, người ta mới ngồi đây chứ. Rồi mấy đứa con nít mà cháu của dì Tư rồi mà nó đi học về mà nó chịu lễ Phật là đâu có đơn giản. Nhỏ nhỏ nhưng mà nó chịu lễ Phật đồ này kia là quá quý. Nó như bé mà ngồi kế mẹ ai với đạo Phật đó, nghe không? Đó nên từ nơi đó mà nó nhỏ nhỏ mà nó chịu tu, như con gái của cô mà Diệu Thấm đồ này, nó cũng ngồi nó chịu tu là nó phải an lạc, phải thích nó mới ngồi nó tu chứ, thích tu chứ, nghe không? Nó nên từ nơi đó ngày công đức này nó thù thắng lắm, không phải đơn giản đâu. Giống như con bé nhỏ mà cháu cô quản tâm bình định đó, nó ngồi im ru mà phải hổm là giỡn quậy dữ lắm đó nghe, mà hôm nay ngồi nghiêm túc đàng hoàng luôn đó, vậy là được lắm rồi đó, vậy là quá được rồi. Nó nên mong rằng cái đạo tràng trên không trung này càng ngày nó lan tỏa ra, nhiều gia đình biết tu biết niệm Phật, đây là cái đại hạnh phúc cho nhân sinh nghe quý vị. Tại vì nhờ công đức niệm Phật này mà quá giải bớt đi cái kiếp nạn. Thôi nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị lúc nào cũng sống an lạc và tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc.
Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.